Đây em xin quay chi tiết bộ tạm gọi là quần anh hội tụ ha các anh chị. Đây, mà hôm qua em đăng lên Facebook và đăng lên clip thì cũng rất là nhiều anh chị hỏi xin chi tiết những bộ nghê, bộ voi bên em. Đây, xin quay cho các anh chị xem. Em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác. Đây, em có một cặp voi cổ đồ. Cặp voi này là cao 58 cm. Đây, màu xanh lục bảo, tình trạng là lành đẹp 98%. Không, nói chung là rất là đẹp luôn các chị, đẹp tuyệt vời luôn, không thẩm mỹ, không bể vỡ, không âm nứt gì hết. Còn đây thì em có hai cặp nghê, cặp nghê này là hai cặp nghê sai đại luôn ha các chị, sai đại và là tai cọc. Tai cọc là một trong những loại nghê rất là hiếm luôn ha các chị. Còn ví dụ như những cái lỗ tai rảnh thì đương nhiên là người ta ăn gian là cái lỗ tai nó, thì đương nhiên những cái 51, 52 này nó cao. Còn để tai cọc mà cao lại cao 51, 52 thì nó rất là to luôn ha. Đây, còn ở đây là em có một con phụng và cặp cá. Đây, trước tiên thì em vô cặp cá trước đi ha các anh chị. Đây, em xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cặp cá cây mai. Đây, đuôi màu vàng hoàng đế ha các anh chị. Còn những cái đuôi nâu thì đương nhiên là đồ đó chỉ là đồ lái thiêu già, hoặc là người ta nói cho dễ bán lâm na là lái thiêu muộn ha các anh chị. Ủa là cây mai muộn và lái thiêu là đầu. Đây, rất là đẹp luôn. Cặp cá này tình trạng là lành đẹp 96%. Đây, có thẩm mỹ nhẹ nha các anh chị, có thẩm mỹ nhẹ. Đây, nhưng mà có cái rất là liền lạc luôn. Ở trong đây thì đương nhiên nó còn một miếng xi măng ha các anh chị, còn một miếng xi măng. Xi măng này thì mình nói cho nó vui là cũng là xi măng xưa, xi măng cổ luôn ha các anh chị. Đây, trên những cái mái đình con cá dòm cũng rất là đồng thanh đồng thủ luôn ha. Cặp cá này thì cao là 63 cm, 63 cm là lộc tài, tài lộc ha các anh chị. Số cộng lại cũng là chín nút, rất là đẹp luôn, thần thái lắm các anh chị ơi. Đây, rất là đẹp luôn, rất là liền lạc đó. Còn tiếp đến thì em xin lên cho các anh chị và cô bác là một cặp nghê ha các anh chị. Đây, một cặp nghê tai cọc gốm cây mai. Đồ này đồ là cuối thế kỷ 19, là đầu thế kỷ 20. Đây, trên 100 năm nha các anh chị. Mình kiếm cây thước đi. Mấy cây thước bự đây không biết là mất tiêu đây. Đây, tới chừng cần thước thì không có. Đây, đây em xin quay cho các anh chị xem. Đây, không có thứ ha các anh chị. Các anh chị thông cảm và xem giùm em. Cặp gai này cao là 52 cm anh chị, 52 cm. Tình trạng rất là liền lạc, lành đẹp luôn các anh chị. Đây, rất là đẹp. Đây, bây giờ kiếm những cặp nghê mà vô cặp như thế này thì rất là hiếm luôn nha các anh chị. Lưỡi đồ còn đây. Bông là bông bự nha các anh chị. Bông này là bông bự. Đây, còn bông này là bông nhỏ ha các anh chị. Đây, còn cặp dưới đây là cao 49 hay 50 cm. Còn cặp nói chung size này cũng là size đại hết cho ha các anh chị. Nói chung là cao là từ 5 tấc rồi. Đây, rất là đẹp luôn, đuôi nè các anh chị còn đầy đủ chấu hết trơn luôn đó, rất là đẹp luôn. Một con là lăng giáo tử, còn một con là lăng hí cầu ha. Đây, xin quay để các anh chị cứ xem, rất là đẹp ha các anh chị. Đây, cái này là cái hõm của nó nha các anh chị. Đây, cái hõm nó chứ phải bể đâu. Đây, màu vàng hoàn toàn. Ghi một con này không cũng bán 5-6 triệu ha các anh chị. Một con lăng con này để ghép vô cũng 5-6 triệu cũng còn đó. Các anh chị thích con nào hay thích cặp nào, thích món nào cứ liên hệ em. Đây, còn đây thì em xin giới thiệu đến các anh chị rồi, cũng là một cặp nghê, nhưng bông này là bông nhỏ ha các anh chị. Đây, rất là đẹp luôn, tai cọc nha. Đó, đây, chị cứ xem. Đó, còn đây là voi, voi cổ đồ. Đây, các anh chị cứ xem, rất là đẹp. Cái này là đăng đối luôn nha các anh chị, vô cặp đăng đối, mặt là mặt trái đào cũng đăng đối luôn. Tình trạng là lành đẹp 98%. Còn ví dụ như thì nó đúng luôn là nếu cái này mình báo lành 100% cũng vẫn được ha các anh chị, tại là tình trạng nó quá tốt. Đây, quá tốt luôn, không có gì nha. Đây, còn cái này là cái men của nó chứ không phải bị lát đâu nha các anh chị, quả biến á, già quá, trên 100 năm rồi anh chị, là rất là ok. Đặc biệt ngà này là ngà vàng ha các anh chị. Đây, rất là đẹp, cổ đồ, tích cổ đồ này, lành hết trơn ha các anh chị. Đây, con cổ tay này dậm dậm lại một tí đây, do tình trạng lát men thôi các anh chị, lát men. Đây, lát men. Cái này là lỗi lò, đẹp lắm các anh chị, cao 58. Đây, các anh chị có thích món nào cứ liên hệ em. Đây, hôm nay về được nhiều món này.